Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày nay chúng ta sẽ tìm hiểu bước cuối cùng trong phương pháp CFOP, đó là bước PLL. Và ở video này mình sẽ dạy các bạn cách nhận biết 21 trường hợp PLL và cách giải tương ứng của từng trường hợp. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video, nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. Hold up. Trường hợp đầu tiên là trường hợp chữ U. Chữ U có hai loại, đây là loại đầu tiên. Ở trường hợp này các bạn sẽ thấy có 3 viên bị sai, cần đổi vị trí. Các bạn để ý viên ở giữa, đây, viên ở giữa là viên này, đây là viên hai bên. Đó, để Rubik thế này. Mặt sau này đã được hoàn thành. Đó, các bạn nhìn thấy viên cánh này, nếu viên cánh này đúng với viên tâm ở đây, viên cánh mặt đối diện đúng với viên tâm của mặt bên phải. Đó, các bạn sẽ làm công thức R U phẩy R U phẩy R U phẩy R phẩy R phẩy R2. Đó, các bạn sẽ hoàn thành được khối Rubik. Và đây là loại thứ hai của trường hợp chữ U. Các bạn cũng sẽ thấy là có một mặt đúng ở sau, các bạn sẽ để mặt đúng ở sau. Và lúc này sẽ có 3 viên cánh này bị sai. Nhưng lúc này viên cánh ở giữa không còn đúng với viên tâm mặt bên phải mà đúng với viên tâm mặt bên trái. Họ viên cánh ở giữa đúng với viên tâm mặt bên trái. Thì các bạn sẽ đặt Rubik thế này và làm công thức R2 U R phẩy U phẩy R phẩy U phẩy R phẩy U phẩy R phẩy. Đó, các bạn sẽ hoàn thành được khối Rubik 3×3. Trường hợp PL tiếp theo là trường hợp PL chữ H. Ở trường hợp này các bạn sẽ thấy có 4 viên cánh bị sai và 2 viên cánh này. Đó, viên này và viên này sẽ đối với nhau. Viên cánh này và viên cánh này đối với nhau. Các bạn đặt Rubik như thế nào cũng được. Đó, mặt nào cũng được. Và sẽ là công thức M2 U phẩy M2 U2 M2 U phẩy M2. Đó, các bạn sẽ lật được các viên này đúng vị trí của nó. Mình sẽ lại đây, các bạn để Rubik mặt nào cũng được và làm công thức M2 U phẩy M2 U2 M2 U phẩy M2. Đó, các bạn sẽ lật được đúng các viên cánh về đúng vị trí của nó. Trường hợp tiếp theo là trường hợp chữ Z. Ở trường hợp chữ Z các bạn sẽ nhìn thấy rằng cùng 4 viên cánh này bị sai và cần phải đưa nó về đúng chỗ của nó. Nhưng không phải hai viên này đối với nhau, không phải hai viên này đối với nhau như trường hợp chữ H, mà là viên này và viên này cần đổi chỗ ở nào. Hai viên này sẽ đổi chỗ ở nào. Các bạn sẽ đặt Rubik như thế này để hai viên này đối chỗ nhau và hai viên này đối chỗ nhau. Đó, hoặc là đặt như thế này cũng được. Đó, hai viên này và hai viên này. Đó, mình sẽ đặt như thế này là hai viên này đối chỗ và hai viên này sẽ đối chỗ nhau. Và làm công thức M phẩy U phẩy M2 U phẩy M2 U phẩy M phẩy U2 M2 U. Đó, các bạn sẽ lật đúng các viên cánh của tầng 3 về vị trí của nó. Trường hợp PL thứ 5 là trường hợp chữ T. Ở đây chữ T này, tức là viên này và viên này đối chỗ ở nhau và viên này sẽ đối chỗ ở nhau. Các bạn khi nhìn thấy đây, mình sẽ đưa đây, các bạn dễ nhìn. Khi bạn giải xong màu nó vàng, bạn nhìn thấy ở đây có một viên cánh nằm giữa hai viên góc cùng màu. Đó, viên cánh này nằm giữa hai viên góc cùng màu. Và đây là hai thanh cùng màu như thế này. Đó, hai thanh cùng màu và viên cánh ở đây nằm giữa hai viên góc cùng màu. Thì các bạn sẽ đưa hai viên góc này đúng với tấm của nó. Ở đây sẽ là tấm màu đỏ và để Rubik thế này. Đó, và là công thức R U R phẩy U phẩy R phẩy F R2 U phẩy R phẩy U phẩy R. một viên cánh nằm giữa hai viên góc cùng màu thì các bạn sẽ để ý thế này và là công thức x. X tức là các bạn sẽ xoay cả khối Rubik lên như thế này. Đó, đây này. X r phẩy u r phẩy d2 r u phẩy r phẩy d2 r2. Đó, các bạn sẽ giải được khối Rubik. Loại thứ hai của trường hợp chữ A như sau, các bạn cũng sẽ có một block ở đây, tức là hai thánh đúng gần nhau như thế này, và ở bên này sẽ là viên cạnh nằm giữa hai bên góc đúng màu. Viên cạnh nằm giữa hai bên góc đúng màu sẽ không nằm ở đây như trường hợp số 1 mà sẽ nằm ở đây. Đó, các bạn sẽ để Rubik thế này và làm công thức x. Đó, tức là xoáy cả Rubik lên thế này. Đó, x r2 d2 ru r phẩy d2 ru phẩy r. Đó, các bạn sẽ giải đúng được khối Rubik. Trường hợp tiếp theo như sau. Để trường hợp chữ r cũng sẽ có hai loại. Chữ r số 1. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy một viên cánh nằm giữa hai viên góc đúng màu. Và bên phải sẽ là một thanh ngang. Các bạn đặt Rubik thế này, làm công thức LU2 L phẩy U2 L F phẩy L phẩy U phẩy L U L F L2 U. Đó, các bạn sẽ giải đúng được khối Rubik. Trường hợp chữ R số 2 như sau. Viên cạnh nằm giữa hai bên góc đúng màu và liên kề bên trái của nó sẽ là một thánh đúng như thế này, chứ không phải là bên phải mà sẽ là bên trái. Đó, các bạn cũng đã Rubik thế này và làm công thức r phẩy u2 r u2 r phẩy f r phẩy r phẩy f phẩy r2 u phẩy. Đó, các bạn sẽ giải đúng được khối Rubik như thế này. Trường hợp PLL tiếp theo sẽ là trường hợp chữ E. Trường hợp chữ E sẽ là như thế này. Các bạn sẽ có 4 viên cạnh đã được đúng sẵn. 4 viên cạnh ở đây, 4 viên cạnh này sẽ được đúng sẵn và 4 viên góc này chưa đúng và cần phải hoán vị về đúng chỗ. Các bạn sẽ đặt Rubik sao cho. Đây, đặt sao cho viên góc nằm bên trái của viên cạnh đối diện chúng ta, tức là đây, viên cạnh đối diện sẽ là viên xanh lá và viên góc bên trái của nó là viên này. Đó, viên màu đỏ này. Đây, màu đỏ này sẽ đúng với tấm bên trái của nó. Màu đỏ này đúng với tấm này. Đó, thì các bạn sẽ đặt vị trí như thế này là đúng. Còn nếu như thế này, viên góc bên trái của viên cạnh, tức là viên màu xanh dương này, không đúng với viên tấm bên này. Đó, viên xanh dương này không đúng với tấm này, thì các bạn sẽ không được đặt như thế này. Đó, ở đây màu cam này đúng với màu cam này, các bạn sẽ đặt như thế này, hoặc là bên này màu đỏ này đúng với màu đỏ đây, thì các bạn sẽ đặt như thế này. Đó, tức là các bạn sẽ có hai cách đặt cho trường hợp chữ E, ở đây hoặc là ở đây, và là công thức x phẩy. X phẩy tức là các bạn sẽ đưa lên như thế này. Đó, x phẩy r phẩy r phẩy d r u r phẩy d phẩy r u r phẩy d r u phẩy r phẩy d phẩy. Đó, các bạn sẽ giải được Rubik chữ 3×3 như thế này. Tiếp theo trường hợp chữ F. Chữ F thì các bạn sẽ có một hàng ngang được giải sẵn thế này, và các bạn sẽ đưa hàng ngang này về đúng với tấm màu của nó. Đó là sẽ được một mặt đúng, và các bạn để mặt đúng này ra phía sau, để mặt đúng ra sau, và làm công thức r phẩy u2 r phẩy d nhỏ phẩy. D nhỏ phẩy là các bạn sẽ xoáy tầng dưới này cộng với tầng trên này nữa, tức là xoáy hai tầng này. Đó, d nhỏ phẩy r phẩy f phẩy r2 u phẩy u r phẩy f r u phẩy f. Đó là các bạn sẽ giải được khối Rubik như thế này. Tiếp theo trường hợp chữ V, các bạn sẽ nhận thấy rằng có một block, tức là hai thanh đúng màu gần kề với nhau thế này, các bạn sẽ để nó về đúng vị trí như thế này đó, và đặt Rubik thế này là công thức r phẩy u r phẩy để nhỏ phẩy xoáy hai tầng dưới này r phẩy f phẩy r 2 u phẩy r phẩy u r phẩy f r f. Đó là các bạn sẽ giải đúng được Rubik như thế này. Theo trường hợp chữ N cũng sẽ có hai loại. Với loại đầu tiên thì các bạn nhận thấy rằng ở mỗi hàng ngang thì đây một dải thế này thì sẽ có hai màu giống nhau và một màu khác nhau. Đây, hai màu giống nhau, một màu khác nhau. Thì những màu khác nhau luôn nằm về bên phải của mỗi hàng. Đó, màu khác nhau bên phải. Bên phải này. Đó thì các bạn sẽ đặt Rubik như thế này. Đó, và làm công thức r phẩy u r u phẩy r phẩy f phẩy u phẩy f r u r phẩy f r phẩy f phẩy r u phẩy r. Đó, các bạn sẽ hoàn thành được khối Rubik. Loại thứ hai của trường hợp chữ N như sau. Đây, các màu khác nhau sẽ nằm bên trái. Đó thì các bạn sẽ đặt Rubik thế này để cho ở đây và đây hai viên sai sẽ nằm lên một đường chéo đây. Đó, và làm công thức như sau. R u r phẩy u r u r phẩy f phẩy r u r phẩy u phẩy r phẩy f r 2 u phẩy r phẩy u 2 r u phẩy r phẩy. Các bạn sẽ hoàn thành được khối Rubik như thế này. Tiếp theo trường hợp chữ G sẽ có bốn loại. Với loại đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy rằng ở đây sẽ có một viên cạnh nằm giữa hai viên góc đúng màu, và ở bên này sẽ có một thành hàng ngang đúng như thế này, và thành này sẽ cách bởi một viên góc giữa viên cạnh và hai viên góc này. Đó, chứ không liên ở đây như trường hợp chữ R mà sẽ cách là một viên góc. Đó, thành ngang nằm ở đây thì các bạn sẽ xoay cho hai viên góc này đúng về tấm của nó. Ở đây màu xanh lá đúng với tấm xanh lá. Đó, và đặt Rubik thế này là công thức R2 U R phẩy U R phẩy U phẩy R U phẩy R2 U phẩy D R phẩy U R D phẩy. Các bạn sẽ giải được khối Rubik. Trường hợp chữ G số 2 thế có một viên cạnh nằm giữa hai viên góc đúng màu, và cho hai viên góc này về đúng tông của nó. Đó như thế này. Và thành hàng ngang ở đây, thành ngang ở phía bên này. Đó, chứ không phải ở đây nữa mà sẽ ở sau này. Đó, các bạn sẽ cũng đặt Rubik thế này để cho hai viên góc đúng màu này nằm bên tay trái của bạn, và là công thức r phẩy r u d phẩy r 2 u r phẩy u r u phẩy r u phẩy r 2 d. Các bạn sẽ giải đúng được Rubik như thế này. Loại thứ ba của chữ G như sau. Các bạn cũng sẽ có một viên cạnh nằm giữa hai viên góc ở đây, và sẽ để hai viên góc này về đúng tấm màu của nó, tức là màu đỏ trường hợp này. Đó, và sẽ để nó qua bên tay trái, và ở trên này sẽ có một hàng ngang ở đây, hàng ngang ở phía trên. Đó, đi phía sau như thế này, và đặt Rubik thế này và làm công thức R2 U phẩy R U phẩy R U R phẩy U R2 U D phẩy R U phẩy R phẩy D. Đó, các bạn sẽ giải được khối Rubik như thế này. Và đây là loại thứ tư của trường hợp chữ G. Đó, các bạn cũng sẽ có một viên cạnh nằm giữa hai viên góc đúng màu như thế này. Các bạn sẽ để hai viên góc này về đúng tấm của nó, tức là tấm màu đỏ trường hợp này, và các bạn sẽ đặt cái này ở bên trái. Đó, và phía bên này sẽ có một hàng ngang ở đây, hàng ngang dưới này chứ không phải ở trên này như trường hợp chữ G số 2 mà sẽ ở dưới này. Đó, và các bạn cũng đặt Rubik thế này và làm công thức R U R phẩy U phẩy D R 2 U phẩy R, U', R2 và D'. Và sẽ giải đúng được khối Rubik như thế này. Ok, vừa rồi thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách nhận biết và cách giải cho 21 trường hợp PLL. Nếu bạn có điều gì còn thắc mắc hay là chưa hiểu thì cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ giúp các bạn giải đáp. Và để các bạn thích video của mình thì đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Và nếu các bạn có những ý tưởng gì khác của mình thực hiện, nhớ để lại bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau.